xin chào cả nhà. Hạnh phúc nhất vẫn là khi được tiếp các bác khách bên cạnh mua giống hưu cả nhà. Con của hắn là không thể nhảy đi bố được à? Là cái nguyên tắc. Cái bắt con nữa. Nói chung là cái nuôi. Năm mới được 2 lần, chúng ta phải giống. Phải giống tắt là 2 lần là 2 giống. Là cái ông bố về bỏ 2 lần ông bố ạ. Nhưng mà nếu mà giống thì ví dụ cái con này sau là đúng con thì con có được 2 lần. Anh cũng tùy thuộc anh ạ, không thể nói được. Con mẹ. Yêu bố, con lại không mẹ. Để mà nói chuẩn xác thì không nói được. Mẹ nó riêng nó tội gì nó lại theo mẹ. Thì lúc cô thì sau này côn nó sẽ đẹp. Ngoài cái ăn cỏ ra thì những cái loài lá này nó xoàn được. Lá xoàn đôi lúc cũng có đó. Đôi lúc cũng có những con sâu á. Nó trâu cái lông rồi. Ngô là năm 2000. Ủa ra là xong rồi chứ năng. Cứ ví dụ như cầm được côn này cứ làm cho lây bốc rồi. Ngày 1 lần thôi, tối thôi. Cứ anh cũng hơn, nó tốt hơn. Thiêu nó ăn phải đêm nhiều hơn. Anh cứ cho ăn. Có thể nhìn cái bọn em là... Không có bắt để cho anh ra luôn.